Ok các bạn ơi, các bạn cho mình xin 30 giây để mình xin giới thiệu với anh em một cái shop mới mà mình mới vừa mở ra nha. Thì shop này có tên là shop phong cận tv.com. Thì cái shop này nè là mình có bán rất là nhiều những cái tài khoản như là Liên Quân Mobile, Free Fire, Liên Minh Huyền Thoại, VUBG và rất là nhiều những cái tựa game khác nữa nè, anh em có thể tham khảo nha. Thì mình sẽ để link shop của mình ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nào mà các bạn muốn mua tài khoản thì các bạn có thể vào đây để mua nha. Thì shop của mình còn có rất là nhiều những cái dịch vụ rất là hay cho anh em ở đây. Và nếu như anh em ủng hộ cho mình nhiều á thì mỗi cuối tuần, mỗi buổi chiều mình sẽ làm một cái event để tặng những cái tài khoản game miễn phí cho anh em nha, tặng miễn phí luôn nha. Cảm ơn anh em rất là nhiều, yêu anh em vãi nồi. Ok, và hai, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Yeah. Ok, thì chào mừng anh em đã đến với một video bắt cua kể chuyện của mình nha. Thì hôm nay mình sẽ vừa bắt cua và vừa kể chuyện cho anh em nghe về một cái lần đi công viên bỏ hoang bí ẩn ở trong cái buổi offline Hero Team của bọn mình. Thì hôm nay là cái ngày mà mình tiếp tục ra video cho các bạn xem. Dạo gần đây là bởi vì là mình đi offline cho nên là 3 ngày nay mình chưa có video cho mấy bạn xem rồi. Cho nên hôm nay mình sẽ đăng một video để kể chuyện cho các bạn nghe về buổi offline. Và sau đó là ngày mai là mình sẽ có một video mini world và một video vlog đi chơi cùng với Hero Team cho các bạn xem nha. Để xin lỗi các bạn nha. Ok, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thế nào. Let's go. Ok, chúng ta bắt đầu vào câu chuyện thế nào. Thì cái ngày mà bọn mình đi công viên bỏ hoang á chính là cái buổi ngày thứ ba của cái buổi offline của bọn mình. Có nghĩa là team bọn mình, team Hero và team Quack team á sẽ đi cùng với nhau trong khoảng 4 ngày, đi offline khoảng 4 ngày. Thì cái ngày hôm đó là ngày hôm thứ ba thì phải, là cái ngày thứ ba của cái buổi offline á, thì mình mới có một cái ý kiến mình nói mọi người là: "Ê mọi người ơi, tại sao chúng ta lại không đi ra công viên bỏ hoang để chơi thử đi?" Thì mọi người lúc đó mới nhìn mình hỏi là: "Ủa công viên bỏ hoang là gì?" Thì mình mới mở ra một cái bài báo là ở Huế các bạn. Những bạn nào sống ở Huế chắc chắn sẽ biết là ở Huế nó có một cái khu công viên bỏ hoang. Là cái khu công viên mà người ta xây ra để làm thành một cái khu vui chơi, khu để mọi người ở trên Huế đến đó để bơi hồ bơi nè, chơi cầu trượt nè. Và có rất là nhiều những cái trò chơi ở Huế luôn đó. Nhưng mà tại vì là do là không có ai đi chơi công viên đó cả cho nên nó đã bị bỏ hoang. Và có rất là nhiều tin đồn bảo rằng là ở trong công viên đó nó có ma mấy bạn ơi. Các bạn nghe ghê không? Người ta đồn rằng là trong công viên nó có ma bởi vì nó đã bị bỏ hoang rất là lâu rồi đó. Thì hôm đó đó, mình với lại cả team mình quyết định thuê xe ra ngoài công viên bỏ hoang đó để đi xem thử coi liệu rằng cái khu công viên bỏ hoang đó nó có ma thật hay không đó. Lúc đó là bọn mình rất là hào hứng luôn. Và đi đến nơi thì mình đến đầu tiên đập vào mặt mình là một cái cổng, một cái cổng màu hồng đó. Các bạn thấy không, mình sẽ để cái video cái cổng màu hồng lên cho các bạn che xem ở trên màn hình nè đó. Một cái cổng màu hồng đó. Thì bọn mình tới đó thì bọn mình mới kiểu không hiểu lý do tại sao ở đây người ta lại xây cái cổng màu hồng ta, mặc dù bên trong là một cái công viên bỏ hoang rất là kinh dị mà tại sao bên ngoài người ta lại xây một cái cổng màu hồng nhìn cute phô mai que vậy đó. Sau đó là mình với lại mọi người sẽ hỏi bác bảo vệ là: "Bác bảo vệ ơi, cái chỗ này cho bọn con vào tham quan được không?" Thì mới đầu á là bác bảo vệ không cho. Các bạn biết sao không? Bởi vì khu công viên đó là nó đã rất là lâu rồi, cho nên là nếu như mà cho người ta vào á, lỡ người ta leo lên trên mấy cái cầu trượt đồ á, người ta bị té, người ta bị thương rồi ai chịu trách nhiệm đúng không? Cho nên là bác bảo vệ không cho vào. Nhưng sau đó thì sau một thời gian bọn mình năn nỉ bác bảo vệ: "Bác bảo vệ ơi, bác bảo vệ làm ơn cho con vào trong đi bác bảo vệ." Thế là bác bảo vệ quyết định là: "Ok thôi được rồi, mấy đứa đi du lịch thì thôi bác cũng thấy thương, bác cho vào luôn." Đó, bác bảo vệ rất là dễ thương. Té hoài ta. Trời là trời, chỗ này nãy giờ nhảy chưa qua được nữa. Đó, thì sau khi mà vào bên trong rồi đó thì bọn mình mới quyết định là quay vlog lại để làm một cái vlog đi tham quan hành trình tham quan khu công viên bí ẩn đó. Thì trên cái đường đi á là bọn mình phải leo lên trên một ngọn đồi anh em ơi. Ngọn đồi khá là cao. Mà các bạn biết là cả team mình á từ trước giờ làm YouTube không à, suốt ngày ngồi trong phòng cho nên là hơi mệt một chút khi trong cái việc mà leo núi đó. Đó thì trong lúc mà bọn mình leo lên á thì xung quanh á hai bên toàn là rừng không các bạn ơi, toàn là rừng cây không à, mà đi ha cực kỳ mệt luôn. Trong đó còn có những cái loại quả, những cái loại trái cây á mà cái anh dẫn đầu bọn mình là anh Bổn á, anh ấy bảo mình là: "Em đừng có nên ăn những cái quả này nha, cũng đừng nên đụng vô những cái quả này luôn, biết đâu nó là quả độc cho nên là không được đụng đến." Đó, hôm đó đó mình có kể các bạn hôm cho các bạn nghe nè. Thì hôm đó mình đói bụng quá, thật lúc đó mình cực kỳ đói bụng luôn. Và mình đang đi bộ thì mình phát hiện ra một cái trái nào đó, một cái trái nó tròn tròn, cái trái nó tròn tròn nó nhỏ nhỏ,
Và mình nhớ rằng là lúc mà mình đi học á, mình có một thằng bạn của mình nó chuyên gia mang một cái quả á, một cái quả mà ở nhà nó có trồng. Cái quả đó người ta gọi là quả gì ta? Quả nhãn rừng thì phải. Cái quả nhỏ xíu à. Đó mà ngày xưa thằng bạn mình nó hay đem cho mình ăn. Đó người ta gọi cái quả đó là quả nhãn rừng. Đó thì mình mới thấy cái quả này nó nhìn giống cái quả nhãn rừng ngày xưa thằng bạn mình cho mình ăn quá. Thế là mình mới quyết định là mình bứt một trái và mình ăn thử. Thì mình vừa bỏ vô miệng mình ăn cái tụi. Thế mình cảm thấy là cái quả này nó rất là đắng và nó rất là chát luôn. Và khi mà mình ăn xong á ha, là cái lưỡi của mình đó các bạn, nó cứng đơ luôn. Nói thật với các bạn là cái lưỡi của mình lúc đó nó cứng đơ luôn rồi, nó mình giống như kiểu là mình không nói được gì luôn các bạn. Nó cứng ngắc cái lưỡi mình luôn. Ôi lúc đó mình cực kỳ sợ luôn nha. Sau đó thì mình lấy một cái bình nước, mình uống vô. Thì lúc đó thì cái lưỡi của mình nó mới mềm trở lại. Đó các bạn hiểu không? Giống như kiểu là cái quả giống như là có cái một cái quả độc, nó có mủ hay cái gì đó. Nó làm cho cái lưỡi của mình bị cứng lại các bạn ơi. Mình không nói chuyện được luôn. Ghê lắm luôn á, thời lúc đó mình sợ cực kỳ luôn nha. Sợ ơi là sợ luôn. Đó, sau đó là mình mới nói chuyện được lại bình thường. Rồi mình mới rút ra một cái bài học là đừng bao giờ mà ăn một cái loại quả gì mà khi chúng ta chưa biết chắc chắn nó là một cái quả là nó cái quả gì. Đó có nghĩa là khi mà các bạn ăn cái quả gì thì các bạn phải tìm hiểu xem nó là quả gì, nó tên gì, nó ăn được hay không. Chứ các bạn đừng có tùy tiện mà lấy những cái loại quả trong rừng mà ăn nhầm thôi là bệnh chết luôn đó. Ôi cũng may là mình ăn nhầm một cái quả đó, nó chỉ làm cho cái lưỡi của mình bị cứng thôi. Chứ nó mà làm cho mình bị câm luôn chắc chết mình luôn các bạn. Đó. Sau đó là bọn mình đi một hồi thì đã phát hiện ra bọn mình đã tới được khu công viên bỏ hoang đó. Thì khu công viên bỏ hoang này đập vào mặt mình chính là một con rồng. Một con rồng, một con và cái con rồng này nó quấn ở trên một cái quả cầu anh em ơi. Con rồng này nó quấn ở trên một cái quả cầu. Và cái quả cầu này á thì nó sao ta? Nhìn nó rất là to và mình nghe nói là trong cái quả cầu này chúng ta có thể vào trong đó để tham quan. Đó, mình sẽ để một cái video ở phía trên cho các bạn thấy nè, đây là hình con rồng và cái quả cầu con rồng nó bám vào đó. Ok, còn cái vlog của cái cuộc đi chơi này thì ngày mai mình sẽ up lên nha. Đó, thì vào trong đó, quên luôn rồi, cho mình quên cái đó. Mình sẽ tìm một cái con map nào đó khác để mình quay cho anh em xem nha. Ok, mình đã kiếm được một con map khác ở đây, bây giờ mình sẽ tiếp tục kể tiếp nha. Thì mình bước vào bên trong anh em, thì mình thấy được rằng là cái công viên này bỏ rất là lâu rồi, cho nên là cái công viên nhìn nó kiểu sao ta? Nó bị những cái người đến đó người ta vẽ lên khá là nhiều. Trên bức tường của những cái công viên nó đặt tay là những cái vết bức tranh, những cái bức tranh mà người ta vẽ lên trên đó. Mình thấy thật sự là mình không biết được rằng là cái đó người ta có gọi là đẹp hay không, có gọi là phá hoại hay không. Nhưng mà mình thấy thì vẽ cái đó lên nó nhìn cũng khá là đẹp, cũng khá là làm cho cái công viên được màu sắc hơn tí. Bởi vì công viên nó đã bỏ hoang rồi cho nên là chắc chắn là nó sẽ bị mục nát. Và nếu mà vẽ lên như vậy á, thì nhìn nó sẽ được màu sắc hơn, con rồng nó sẽ có màu sắc hơn, nó sẽ đẹp hơn thay vì là bị mờ đi, bị đóng đóng tàn là bụi với rong rêu đồ lên. Đó. Sau đó là bọn mình mới đi vào bên trong. Thật sự lúc đó mình cũng không biết sao mình gan ghê luôn anh em. Mình đi vào bên trong thì cái đầu tiên mà mình phát hiện ra anh em biết là gì không? Là bên trong đó đó nó cực kỳ tối, sự cực kỳ tối luôn. Và khi mà đến vào bên trong á, mình có nghe thấy một âm thanh các bạn biết là âm thanh gì không? Một cái tiếng gào. Thật sự lúc đó mình sợ lắm, mình sợ cực kỳ luôn. Và mình nghe được một cái tiếng gào và mình mới vừa bước tới cửa thôi nha, mới vừa bước tới cửa thôi mà mình đã nghe được một cái tiếng gào rồi. Cái tiếng nó kiểu gào lên em, gào thét lên á. Và lúc đó mình sợ quá, mình quyết định là mình đi ra ngoài luôn, không quay nữa. Và lúc đó hình như mình nhớ là tiếng gào đó vừa nó vừa thốt lên á, là mình đã lấy điện thoại ra mình bấm mình quay. Nhưng mình chưa kịp bấm quay luôn các bạn ơi, mình vừa mới bấm điện thoại lên mình chuẩn bị quay cái là cái tiếng nó âm thanh nó lại biến mất. Bạn nghe ghê không? Mình có một mình có quay lại cái đoạn mà mình ở trong cái căn phòng đó nè. Nhưng mà khi mà mình vừa bấm điện thoại lên mình vừa quay thì cái âm thanh nó lại biến mất. Sợ cực kỳ luôn. Lúc đó mình sợ quá, mình chạy ra ngoài. Đó, chạy ra ngoài xong thì cả team mình quyết định là leo lên trên miệng của con rồng để tham quan. Thì sau khi leo lên trên miệng con rồng á thì mình nhìn xuống dưới thì mình thấy đỡ sợ hơn các bạn biết sao không? Bởi vì là xung quanh rất là đẹp. Xung quanh là một cái rừng thông nhìn y hệt như đang ở Đà Lạt luôn các bạn ơi, nhìn rất là đẹp, cái rừng thông rất là đẹp. Đó, thì bọn mình thì lúc đó mình mới kiểu đỡ đỡ sợ hơn rồi và mình không kể cái chuyện này cho ai nghe cả, bởi vì là mình muốn để dành để mình lên trên bắt cua kể chuyện, mình kể chuyện cho mấy bạn nghe. Đó. Thì sau khi mà gặp xong hiện tượng đó thì mình mới đi đến một cái căn đi mình đi bộ tiếp, mình đi bộ thì đi bộ thêm một đoạn nữa thì mình đi tới được một cái khu nhà hoang. Thì ở bên trong cái nhà hoang này nó là một cái khu để người ta trượt nước các bạn ơi. Một cái khu mà kiểu như là cái cầu trượt á, để cho người ta trượt trượt xuống hồ bơi á. Thì mình đi đến được nơi đó thì mình mới quay một cái đoạn ngắn
video ngắn mình để cho anh em xem nè. Đó thì mình đi đến một cái khu đó, hình như là khu nhà vệ sinh. Cái đó hình như là một cái khu nhà vệ sinh các bạn ơi. Và khi mà đi đến đó ha, mình không nghe thấy một bất cứ một cái âm thanh nào. Bởi vì lúc đó cả các thành viên trong team mình đều rất là mệt rồi, cho nên mọi người ngồi nghỉ hết rồi. Và mình thì cầm điện thoại mình đi mình quay. Thì trong lúc quay đó thì mình nghe được cái tiếng róc rách, nghe rất là nhỏ luôn, giống như kiểu là tiếng nước chảy á các bạn. Đó, cái tiếng nước chảy á, nó lại tiếp tục xuất hiện cái tiếng róc rách, và mình cầm điện thoại mình quay. Và khi mà mình đi đến căn phòng nhà vệ sinh thứ hai thì cái âm thanh đó lại biến mất. Có nghĩa là mình nghe cái tiếng âm thanh đó và mình đi lại gần cái âm thanh đó, nhưng khi mà mình lại gần thì âm thanh đó lại biến mất. Thật sự luôn, mình không biết là nó có ma thật hay không, kiểu như là ma đó biết được rằng mình đang cầm máy quay phim, mình đang chuẩn bị quay á, cho nên là nó im lặng, nó không cho mình quay nữa. Thật sự đó là mình cực kỳ sợ luôn. Và từ đó là mình quyết định là mình đi theo team mình luôn, mình không dám rời khỏi team nữa. Bởi vì là mình muốn quay vlog cho nên mình quyết định là mình rời khỏi team để mình rời khỏi cái thành viên trong team á. Rời khỏi team đây không phải là rời team nha, mà là có nghĩa là cái thành viên đi chung với nhau, và mình quyết định là mình đi riêng một mình, mình rời team mình đi riêng một mình để mình quay vlog. Nhưng mà khi mà mình rời đi thì những hiện tượng nó xảy ra cực kỳ nhiều. Và khi mà mình đi chung mọi người đông người á thì lại không thấy một cái hiện tượng lạ nó xảy ra nữa. Và cái hiện tượng lạ trong khi mà mình đi á là mình nghe rất là nhiều những âm thanh lạ thôi, chứ mình cũng không chắc rằng là nó có ma thật hay không. Ok, thì mình đã kể cho các bạn nghe xong cái câu chuyện mà mình đi thám hiểm cái công viên bỏ hoang rồi. Và nếu như mà các bạn thấy cái câu chuyện này nghe bí ẩn thì các bạn đừng quên hãy bình luận cho mình biết rằng là các bạn đã từng gặp cái chuyện bí ẩn gì ở trong cái khu công viên bỏ hoang đó, nếu như các bạn đã từng đi công viên bỏ hoang nha. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này. Nếu mà anh em thích video này thì đừng quên like, share và subscribe ủng hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên qua kênh YouTube của các thành viên trong team Hero, chính là anh Mr. Vịnh, Timmy TV, Camui TV, Mèo Simi, Sammy Đào, Khang Dừa và Kyron TV để ủng hộ cho các thành viên trong team Hero nha. Và bye bye, hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và nếu các bạn muốn mình làm tiếp tục bắt cua cả chuyện hãy bình luận cho mình biết nha. Ok, tạm biệt mọi người. Bye bye.